cá. Ừ, cá nhóc luôn. Anh đi chợ hả? Ừ, anh đi lên bẫy. Lâu dữ mới gặp đăng. Mày bắt đăng mà cho bắt hôi không không mày? Mày bắt cái đó kìa, sao mà bắt thôi, bắt rồi sao? Hả? Coi giờ mày hốt cá rồi cho luôn á chứ, đụng vậy bắt thôi sao bắt? Hả? Có tôm không? Này chắc không. Giờ ít tôm. Ừ. Cá tép tép trong bậy bạ. Ủa. Giờ sao ngoài sông cá rô biển nhiều quá ta. Rô phi nè, rô phi. Ủa rô phi. Chắc người ta phóng sanh ừ, thả nhiều lắm. Thả. Mà dưới nó ông đậm lẻ dữ lắm. Ừ. Quá. Có chán không ha.